Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bitcoin. Thì hôm nay mình sẽ tổng hợp lại những cái dự án mà ở trên cái mạng lưới là Terra Luna nha các bạn. Thì mình tổng hợp lại là những cái dự án mà chúng ta chưa làm thôi, để sau này để có những cái airdrop đến từ những cái dự án mới mà được AppChain lên cái mạng lưới, cái hệ sinh thái Luna này, thì nó sẽ airdrop cho chúng ta nha. Thì trước khi vào dự án thì mình xin nhắc lại luôn, đó là tùy vào dự án mà nó cho anh drop nhiều hay ít nhé. Thì mình sẽ không biết trước cái điều kiện của dự án đó là cái gì nha các bạn. Thì theo thông tin thì mình những cái dự án, những cái anh drop mà các dự án mà nó đã cho chúng ta trước đây thì mình tổng hợp lại thì nó chỉ có những cái điều kiện, đó là một cái điều kiện đó là stake Luna trực tiếp trên ví Terra của chúng ta nhé. Đó là cái ví Terra của chúng ta nhé, chúng ta là trực tiếp stake, cái điều kiện thứ nhất ấy mà mình ấy ra được ấy, mà mình thấy được cái những dự án nó thường anh drop cho ông ta ấy, thì là staking trên các pool validator trực tiếp trên ví của chúng ta là một. Thứ hai đó là chúng ta là ask liquid và stake trên những cái dự án nha, ask liquid và stake token SSTT trên các dự án mà được AppChain ở trên mạng lưới Terra này. Và thứ hai đó là cái dự án tiếp theo đó là chúng ta là stake mini nha, stake con token MAI này. Thì con token MAI này là một con token mà trên của cái dự án đó là Polygon gì đó các bạn. Rồi mình tới đây, con Bilon.money này. Thì trước đây mình đã hướng dẫn các bạn là stake con này rồi nha. Thì như các bạn, nhiều bạn hiểu lầm là có nghĩa là stake càng nhiều Luna thì các bạn sau này anh drop sẽ được nhiều. Cái đó là không phải đâu các bạn, tùy theo dự án thôi. Dự án nào mà mình biết trước được cái điều kiện nó cần gì á thì mình làm theo thôi, chứ nhiều dự án thì nó ra mà nó không có điều kiện thì chúng ta chỉ làm rồi để đó nhé, chúng ta chỉ stake để đó một ít thôi thì sau này sẽ đủ điều kiện unrock. Thì điều kiện những cái unrock trên mạng lưới Terra Luna này ấy, thì nó không có min nhé, có nghĩa là nó không có min stake ấy, các bạn muốn stake bao nhiêu cũng được nhé, các bạn stake bao nhiêu thì các bạn cũng nhận được unrock. Còn đối với những dự án mà nó cho điều kiện sẵn ấy, nó yêu cầu chúng ta là stake được bao nhiêu, stake càng nhiều thì ăn được càng nhiều ấy, thì chúng ta mới stake nhiều thôi. Chứ những cái dự án như thế này mà các bạn bỏ vốn ra, các bạn stake Luna, các bạn bỏ vốn trong đó thì nhiều khi các bạn lại sẽ là giam vốn. Nhiều khi thì các bạn cần cần gấp á, thì các bạn không thể rút ra được. Thì tại vì khi mà các bạn cái stake Luna trên ví của bạn theo những cái pool này này, mà khi mà các bạn earn stake á, các bạn mà earn stake á, thì nó sẽ khó cái đồng Luna của các bạn lại trong 24 ngày nhé. Nhá, khi mà các bạn earn stake ấy thì nó sẽ khó lại trong cái phần là earn delay này này. Trong 21 ngày thì trong sau 21 ngày nó sẽ tự động trả về cái ví lại cho các bạn nhé, khi mà các bạn earn stake. Ok, thì tới hôm nay thì cũng mình cũng lấy một cái ví dụ như là cái dự án Lop mà hôm trước mình đã hướng dẫn các bạn là Clam. Thì cái dự án Lop này này thì nó có những cái điều kiện, nó có điều kiện rất là nhiều pool này nhé, chứ không phải là một pool nó đâu, không phải là ai stake nhiều là ăn được nhiều đâu các bạn. Thì các bạn cần phải làm nhiều pool và stake ra nhiều dự án thì các bạn sẽ được ăn chia những cái pool đó nhé. Ví dụ như là chúng ta vừa claim cái con token Lop hôm trước, thì cái pool của nó này, thì cái pool đầu tiên của các bạn ăn chia đó là các bạn cần phải hold là con token Lop này, con token Lop R ở trên ví của các bạn. Thì các bạn sẽ cái pool này, các bạn sẽ tất cả mọi người sẽ được ăn chia là 2,680 triệu token Lop này nhé. Thì tiếp theo cái pool thứ hai đó là các bạn stake Luna, thì những ai stake Luna thì sẽ được ăn chia cái pool này là 2 triệu token Lop nhé. Thì nó chia 2 triệu token, cái pool này nó sẽ chia cho tất cả mọi người, cho những cái địa chỉ quý mà đã stake Luna trên quý trực tiếp. Thì sau này các bạn mà nghe cái từ là Luna stake này nhé, Luna stake có nghĩa là các bạn là add, các bạn stake kinh Luna trên quý của các bạn với những cái nhóm pool validator này, người ta gọi là stake Luna nhé các bạn. Đây này nhé, thì trước đây mình cũng đã hướng dẫn các bạn là stake con Orion với lại là con Neptune rồi nhé, cho nên là hôm trước thì các bạn nào mà stake làm trước đây á thì sẽ được ăn chia cái pool này tiếp nhé. Thì các bạn mà đủ, các bạn làm đủ hết cái này ấy, thì các bạn sẽ được ăn chia càng nhiều nhé. Nó không có min stake nha các bạn, nó không có min stake, tại vì thì các bạn nào mà đủ hết điều kiện này thì các bạn sẽ được là chia sẻ claim nhiều.
Còn bạn nào mà làm chỉ đủ là hai điều kiện stake mini với lại là stake Luna trực tiếp trên ví thì chúng ta chỉ được ăn chia là hai cái pool này thôi. Đấy. Chứ không phải là các bạn stake càng nhiều thì các bạn được ăn càng nhiều đâu. Thì ví dụ như là cái dự án đó là dự án Neptune này đi. Cái dự án Neptune mà trước đây chúng ta đã chỉ có cái dự án Neptune Financial này mà trước đây mình đã thông báo cho anh em ấy, thì cái dự án này nó có điều kiện sẵn cho chúng ta luôn nha. Nó có điều kiện sẵn cho chúng ta luôn, có nghĩa là nó yêu cầu chúng ta là nếu mà các bạn sở tách càng sớm và càng nhiều Luna ấy, sở tách càng nhiều thì các bạn sẽ được ăn chia càng nhiều con token NEP của họ nha. Tại vì cái dự án này nó có điều kiện sẵn cho chúng ta luôn, nó có điều kiện sớm. Còn ví dụ những cái dự án mà nó không có điều kiện á, thì chúng ta chỉ cần là sở tách một ít thôi, một lượng nhỏ Luna thôi, thì chúng ta sẽ sau này khi mà họ ra unrock thì chúng ta sẽ được ăn chia nhá, sẽ được ăn drop từ cái dự án của họ, tùy theo dự án mà chúng ta làm thôi các bạn. Ok, thì mình thấy là những dự án mới ra ấy, mà nó có ăn drop á, thì cái việc đầu tiên của cái điều kiện của nó cần làm á, mình tóm lại đó là các bạn chỉ cần là stake Luna ở trên ví, trực tiếp trên ví của các bạn này, và tiếp theo đó là stake token STT trên cái dự án là STT rồi đấy, cái dự án này này. Đây, cái dự án là Statera này nhá. Statera của họ này. Và tiếp cái điều kiện tiếp theo đó là stake mining này, stake con token mine này. Thì trước đây mình đã hướng dẫn các bạn là stake cái pool này rồi nhá. Ok, thì quay lại với cái kèo hôm nay, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái dự án mà chúng ta chưa stake nhá. Những chúng ta chưa 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 stake. Thì trước khi vào start thì mình sẽ nói luôn rõ về cái việc bride của anh em nha. Có nghĩa là cái cầu nối á, chúng ta là anh em không có nhiều anh em là trên sàn rút về không được ấy. Rút con Luna về không được á, thì mình cũng đã có video hướng dẫn các bạn là dùng cầu nối chuyển con UST từ mạng lưới Binance Smart Chain sang mạng lưới Terra Luna rồi nhá. Các bạn có thể xem lại. Thì hiện tại nó cũng đã tích hợp ở trên là điện thoại rồi nhá. Điện thoại cho Android rồi nhé. Còn iOS thì làm không được cái cầu nối này nha các bạn. Bạn nào mà đang dùng Android á thì có thể là tải ứng dụng Google Chrome về. Các bạn muốn Brave dùng cầu nối thì các bạn dùng cầu nối thôi. Ok, ở đây mình sẽ lấy cái điện thoại này. Ở đây mình sẽ lấy ví dụ nè. Bạn nào mà đang trên iOS thì các bạn không dùng cầu nối này được đâu nhé. Chỉ dành cho điện thoại Android thôi. Ok, thì cái đầu tiên của các bạn muốn chuyển đổi con UST từ mạng lưới BSC sang mạng lưới Terra ấy, thì các bạn chỉ cần là vào Bankake Swap này nhá. Các bạn vào Bankake Swap, các bạn dùng BNB hoặc là USDT BUSD rồi đấy, các bạn mua lại con UST này nhá. Các bạn mua khoảng 20 đô đi đấy. Sau khi các bạn mua xong thì các bạn vào cầu nối thôi. Các bạn vào cầu nối nhé, các bạn vào cầu nối thì các bạn bên đây thì các bạn chọn là mạng BSC nhé, các bạn chọn BSC, còn bên đây thì các bạn chọn là mạng Terra nhé, mạng Terra. Sau đó thì ở phần asset này này thì các bạn chọn cho mình là con UST nhé. Ok, thì sau khi các bạn điền chọn xong thì các bạn kéo xuống đây này nhé, các bạn ấn vào nút connect wallet. Trường hợp mà cái điện thoại Android của các bạn mà nó không hiện ra chữ Connect, nó kêu là dùng cho desktop Chrome ấy, không connect với lại cái ví MetaMask của các bạn ấy, thì các bạn chọn vào phần dấu ba gạch này nhá. Bạn nào mà đang dùng Android các bạn chọn phần dấu ba gạch này. Sau đó các bạn kéo xuống bên dưới, các bạn chuyển từ trình duyệt di động sang trình duyệt cho máy tính, yêu cầu trang web dành cho máy tính để bàn này, các bạn chuyển sang thì các bạn sẽ connect được cái mạng BSC nhé. Đây này, chọn BSC này đấy, còn bên kia là Terra. Thì sau khi các bạn ấn vào nút connect thì nó sẽ hiện ra là ví MetaMask thôi nhá. Các bạn chọn MetaMask rồi các bạn connect thôi. Bạn nào mà dùng Android mà chưa thêm MetaMask, chưa thêm ví MetaMask, tích hợp MetaMask lên, tại cái ví MetaMask lên cái Chrome của các bạn ấy, thì các bạn thêm vào màn hình. Thì sau khi các bạn thêm vào màn hình thì nó cũng tương tự như cái BSC của mình thôi, nó sẽ thêm ở trên đây nhá. Thì nó sẽ thêm ở trên đây rồi các bạn các bạn dùng chuỗi mặt các bạn backup lại thôi. Đấy, thì sau khi các bạn thêm vào thì nó sẽ ở trên đây thôi.
Đây này, các bạn có thể nhấn vào đây thì các bạn sẽ thấy trong đây, tại vì mình dùng iOS cho nên là mình không có thêm được nhé. Chỉ dành cho điện thoại Android thôi. Sau khi các bạn thêm vào thì các bạn connect wallet với các bạn thôi nhé. Sau khi connect xong thì các bạn chuyển đổi thôi. Các bạn chuyển đổi, các bạn điền lại số lượng USDT ở UST. Đây, số lượng UST các bạn chuyển sang mạng lưới Terra qua quý Terra của các bạn nhé. Còn dưới đây thì các bạn ở phần này thì các bạn điền lại cái địa chỉ address quý Terra của các bạn nhé. Thì các bạn chuyển đổi được thôi. Còn ví dụ các bạn muốn chuyển đổi ngược lại từ từ UST, từ mạng lưới Terra ấy, sang mạng lưới UBSC lại ấy, thì các bạn chọn lại này này. Bên đây thì các bạn chọn Terra lại nhé. Còn ở bên đây thì các bạn chọn cho mình là BSC lại đấy. Sau đó thì ở dưới phần địa chỉ này thì các bạn điền là cho mình là cái địa chỉ quý BSC của các bạn, quý Binance Smart Chain của các bạn ấy nhé, trên quý Trust Wallet hoặc là quý MetaMask của các bạn, các bạn dán vào đây. Còn dưới đây thì các bạn connect với lại cái quý Terra của các bạn thôi. Sau đó các bạn chọn vào phần Terra Mobile này, các bạn connect với lại cái quý của các bạn. Nếu mà nó hiện ra cái này này mà nó không mở ứng dụng ra cho các bạn ấy, thì các bạn chọn vào phần này này. Các bạn chuyển đổi trình duyệt sang cho điện thoại di động nhé. Nhé. Các bạn chuyển sang yêu cầu trang web dành cho thiết bị di động lại thì các bạn sẽ connect được cái Terra nhé, với lại BSC thôi. Đấy, các bạn nút connect này. Sau đó các bạn chọn là Terra Titan Mobile này thì nó sẽ tự động mở cái ứng dụng quý Terra của các bạn ở trên app của các bạn ra thôi nhé. Sau đó các bạn ấn vào nút allow, các bạn chấp nhận, các bạn connect thôi. Thì sau khi connect xong thì các bạn điền lại địa chỉ quý rồi các bạn ấy thôi. Các bạn chuyển sang chuyển từ UST sang mạng lưới BSC lại thôi, đơn giản thôi các bạn. Ok, thì các bạn cứ trên điện thoại, bạn nào mà dùng Android thì dùng cầu nối như vậy nhé. Thì trên kênh của mình thì mình cũng đã hướng dẫn các bạn là chuyển đổi rồi. Trên kênh của mình cũng đã hướng dẫn các bạn là chuyển đổi rồi. Đây nè. Thì ở đây các bạn có thể là vào kênh của mình, các bạn vào một danh sách phát ấy nha, trong danh sách phát này này sẽ có nha. Đây này, mình có hướng dẫn các bạn là sử dụng tài quý này và dùng cầu nối chuyển đổi UST mạng BSC sang mạng lưới Terra này và ngược lại này nha. Các bạn có thể xem nhé. Ok, thì với cái những cái dự án mới mà nó vừa ra trên mạng lưới Terra thì mình có xem trên Twitter của Terra này, thì có rất nhiều là dự án nó sắp ra và nó sắp unlock cho chúng ta. Chẳng hạn như là cái unlock là Cebul này, Cell Protocol này. Thì Cell Protocol này nó sẽ nói luôn là nó sẽ nắp sót vào ngày 11 tháng 10 tới đây. Hôm nay là mới ngày 10 thôi nhá. Cho nên các bạn chưa bạn nào chưa làm thì các bạn có thể là làm bây giờ để tới ngày 11 nó sẽ nắp sót và nó phân phối unlock cho ông ta. Thì với điều kiện của cái dự án này này thì nó chỉ yêu cầu chúng ta, nó chỉ yêu cầu chúng ta đó là cái điều kiện của nó này. Đấy. Stake Luna này. Stake Luna thì nó dành cho những cái quý nào mà đang stake trực tiếp trên quý á, stake vào những cái validator này nhá. Thì sẽ được unlock đến từ cái dự án này nhá. Đấy. Đơn giản thôi. Còn token mã của nó là SHD nhá. Thì với cái điều kiện mà stake Luna thì mình nghĩ ở trên trực tiếp trên quý của bạn phần staking đấy, thì mình nghĩ các bạn chỉ stake từ khoảng là 1 đến 2 thôi, 1 đến 2 cái là đủ điều kiện thôi nhé. 1 đến 2 pool là đủ điều kiện thôi, chứ các bạn stake nhiều pool quá thì tốn phí và lại giam vốn của các bạn nữa nhé. Tại vì cái điều kiện những cái dự án đó nó chỉ yêu cầu là stake Luna ở trên quý trực tiếp của chúng ta thôi, chứ nó không có yêu cầu là stake pool nào hoặc là các pool khác, pool này pool đó. Các bạn lựa chọn một pool nào ở trên quý Terra của các bạn ấy. Các bạn chọn pool rồi các bạn stake một lượng Luna vào đây thôi. Thì chúng ta sẽ đủ điều kiện cho unlock những cái dự án về sau này. Thì tiếp theo cái này nó có rất là nhiều nha các bạn. Có rất là nhiều cái dự án vừa mới ra mắt nó cho chúng ta là unlock này. Như con Orion thì trước đây mình đã hướng dẫn rồi. Thì con này nó sẽ hình như là nó trả unlock thì sau mấy tháng ấy, trả rất là lâu, mình thấy mình kiểm tra thì thấy rất là lâu. Từ đời mình kiếm những cái unlock nữa nha. Những cái unlock nào hồi nãy mình tìm thấy trên đây ta.
Anchor NKR. Đây stable desk đây. Amazing support. Con này thì nó chưa có thông tin về Android nha các bạn. Cho nên chúng ta cứ start trước đi, sau này nó ra thông tin Android thì chúng ta ăn được Android của họ thôi. Đâu ta? Hôm trước thì hồi nãy mình có thấy một cái dự án nữa, là cái dự án này nè, cái dự án ấy, nó bắt ta trên này không có à, chưa biết Terra sao á. Trên kênh của mình cũng có, hôm bữa mình có thông tin về cái dự án này rồi, mất rồi, mình để mình tí mình kéo nó lại nha. Đây đây đây, cái dự án này đây. Đây 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 là cái Android của cái dự án này, Terra Floki nhé. Thì Terra Floki nó cũng có Android đó, cái điều kiện của nó là những người dành cho những cái quý mà stake token Mai với lại là stake STT Staker. Thì con token Mai này là con token trên của cái dự án Bilon Protocol đó các bạn. Bilon.money này, thì trước đây mình cũng đã hướng dẫn rồi nha. Trên kênh mình cũng đã hướng dẫn các bạn là stake cái con cái giao thức là Bilon Protocol nhá, mạng Terra rồi. Đấy. Bạn nào mà chưa làm có thể là xem lại cái những cái video này nhá. Ok. Có rất là nhiều dự án mới nó unlock trên mạng lưới Terra nha các bạn. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người nè. Hướng dẫn mọi người là cái đầu tiên là nhấn đây này. Thì đây là những cái dự án này chúng ta đã làm này. Chúng ta đã làm là Lop này và Bilon này và là Staking Luna trực tiếp trên ví. Thì cái những dự án của các bạn làm tiếp theo đó là cái dự án đầu tiên mà những cái unlock của các dự án mới nó thường hay có điều kiện, đó là staking token STT nha. Thì với đối với cái staking token STT này thì các bạn vào link dưới phần mô tả video giúp mình nhé. Đợi mình tới mình copy lại cái đây đấy, bạn nào làm trên điện thoại cũng làm tương tự thôi. Ok, thì sau khi các bạn làm xong ấy thì nó sẽ hiện ra cái giao diện như thế này nha. Nó sẽ hiện ra cái giao diện như thế này. Thì ở phần này thì các bạn cần phải mua một lượng nhỏ token FTT để các bạn start nha, để chúng ta tham gia đủ điều kiện. Ok, thì sau khi các bạn vào link thì các bạn ấn nút connect này. Bạn nào đang dùng điện thoại thì các bạn chọn cho mình là Terra Titan Mobile nha. Nó sẽ connect với lại cái ví Terra ở trên điện thoại của các bạn. Thì trên ví Terra các bạn ấn vào nút allow chấp nhận ấy, thì nó sẽ tự động, sau đó các bạn quay trở lại với trang web thì nó sẽ tự động connect cho các bạn thôi. Ok, như vậy là mình đã connect thành công rồi này. Thì sau khi các bạn connect với cái ví của các bạn thành công rồi thì các bạn chọn qua phần là trade STT. Đấy. Thì trong phần trade STT này thì các bạn nào mà đang có, các bạn mua một lượng STT nhé, ở trên là UST còn ở dưới là STT. Thì ở phần này mình sẽ chọn là buy này, thì mình sẽ mua một lượng nhỏ STT nhé. Thì hiện tại thì một STT tương đương là $10 sao các bạn, $6 đấy, $6, gần $6 nha. Thì các bạn chỉ mua một lượng nhỏ thôi, các bạn mua khoảng là $1 thôi cũng được, hoặc là $0.5 nha, $0.5 đấy. Ở đây mình sẽ mua $1 đi, thì mình sẽ swap từ con UST sang con STT này. Ok, mình để slip bay 1% thôi các bạn. Ok, sau đó thì các bạn ấn nút swap thôi nha. Chúng ta mua một lượng nhỏ con token STT này, các bạn ấn nút swap này, sau đó các bạn chấp nhận. Ok, sau đó thì nó sẽ tự động mở cái ví Terra của các bạn ra, rồi các bạn nhập lại mật khẩu trên ví mà các bạn đã tạo trước đó nha. Rồi các bạn ấn nút submit, chúng ta trả một lượng phí nhỏ, chúng ta swap. Chúng ta mua một ít token STT để chúng ta đem đi start thôi. Các bạn đợi một tí để trên mạng lưới nó xác nhận nha.
Ok, thì như vậy là mình đã mua thành công các bạn. Các bạn đợi một tí nhé. Để mình xem thử con STT nó có trên đây chưa. Đây, STT đây, mình vừa mua xong rồi đây. Các bạn đợi một tí thì trên mạng lưới xác nhận thôi. Thì sau khi các bạn mua xong ấy, thì các bạn bạn nào mà đang dùng điện thoại thì các bạn có thể chọn vào phần dấu ba gạch nhé. Sau đó các bạn chọn vào phần Stacking. Thì ở trong phần Stacking này nó sẽ có các mục, đó là mục đây này, Degener này. Các bạn có thể là Stack nhé. Các bạn có thể là Stack giữa hai bool LB token với lại là Asset. Thì ở đây các bạn nào muốn Stack luôn ấy thì các bạn chọn qua phần Stacking. Để mình tới mình xem thử xem. Cái này là SLB rồi, chúng ta đem đi stake các bạn ạ. Ok. Ở đây mình sẽ bình thường thì nó sẽ cho những staker hoặc là stake SLB. Thì bạn nào mà muốn ít tốn phí á thì ở phần staking này này, ở phần staking này này, các bạn chọn ở phần là single asset staking nhé. Có nghĩa là chúng ta là đem cái con token STT ấy, chúng ta đem đi staking trực tiếp luôn. Còn mà nào mà muốn mở thanh khoản ấy thì các bạn chọn qua phần là LB token staking nhé. Thì ở trong phần LB token staking này các bạn cần phải add thanh khoản, thì các bạn chỉ cần ấn vào nút start now thôi. Thì các bạn add thanh khoản nhé. Thì mình vừa rồi mình mua 1 đô UST. Thì hiện tại là khoảng là 0,17 UST, thì bây giờ mình sẽ add thanh khoản thì các bạn chọn vào phần mark thôi. Đấy. Thì sau đó thì hai số lượng này thì nó sẽ có, thì hai số lượng này nó sẽ ở trên đây nhé. Nó sẽ cân bằng nhau là các bạn cần phải có 1 đô UST, 1 UST vào với số lượng của bạn vừa mua để các bạn add thanh khoản. Ok, thì còn bạn nào muốn start luôn ấy, còn bạn nào mà muốn sờ tách khỏi cần add thanh khoản thì các bạn chọn vào phần staking này, sau đó các bạn chọn vào phần là single asset staking, sau đó các bạn chọn vào phần start now. Đấy, thì trong phần start này các bạn chỉ add cái số lượng STT của các bạn vừa mua vào thôi, rồi các bạn ấn nút start nhé là xong. Phí 0,5 UST nha các bạn, phí ở trên này rất là cao, phí trên Statira này rất là cao nhé. Ok, thì khi mà các bạn muốn start luôn ấy thì các bạn chọn ở phần mục start rồi các bạn start thôi. Các bạn chọn mask này, STT, số lượng STT các bạn vừa mua ấy. Các bạn điền lại số lượng ở đây. Các bạn ấn vào nút mask này, sau đó các bạn ấn vào nút start nhé. Rồi các bạn start thôi. Còn ở đây thì mình sẽ chuyển sang là mình sẽ add LB luôn. Mình sẽ add LB nha các bạn. Ok, thì để add LB thì các bạn chọn qua phần là LB. Sau đó các bạn chọn cái bool đó là Degen này này. Start now này. Thì ở trong phần này thì các bạn add bool thì các bạn chọn phần add bool thôi. Phí khá là cao các bạn ạ, phí 1 UST luôn. Thôi phí cao lắm, mình chuyển sang staking đi. Ok, mình chọn qua single asset staking. Ở bên đây thì các bạn chọn Start Now. Ok, sau đó thì các bạn chọn lại mask này, các bạn ấn vào nút mask này. Ok. Sau khi các bạn ấn vào nút mask xong thì các bạn ấn vào nút Start. Chúng ta đem STT của chúng ta vừa mua chúng ta đem đi Start. Các bạn ấn vào nút Start nhé. Sau đó thì nó sẽ tự động mở cái quỹ của các bạn ra, rồi các bạn nhập lại cái mật khẩu quỹ của các bạn thôi. Chúng ta trả phí nhé. Sau cái đó các bạn ấn nút submit. Các bạn lưu ý là các bạn start chỉ cần là 0,5 đô thôi nhé. Các bạn chỉ cần là dùng khoảng là 0,5 UST hoặc là 1 UST các bạn mua lại con token STT này. Các bạn không cần mua quá nhiều đâu. Các bạn mua quá nhiều thì các bạn sẽ được sẽ nó giảm vốn của bạn ấy. Ok. Ok, sau khi trả phí xong thì số lượng start của các bạn nó sẽ hiện ở trên đây nhé. Số lượng STT của bạn start nó sẽ hiện ở trên đây. Ok, thì chúng ta cứ quất đó thôi. Sau khi start xong thì các bạn thoát quỹ ra rồi các bạn quất đó thôi nhé. Các bạn để đó thì sau này những cái dự án mới ra
dự án mới ra và nó được xây dựng trên hệ sinh thái Terra này, thì nó sẽ có cái điều kiện. Thì nếu mà nó yêu cầu chúng ta là điều những cái quý yêu cầu điều kiện là Stake Token STT ở trên Star Terra này này, thì chúng ta sẽ đủ điều kiện Stake nhé, nó không min nhé. Ok, thì tiếp theo thì các bạn sau khi các bạn muốn thoát thì các bạn chỉ cần nhấn vào cái địa chỉ quý của bạn ở phía góc trên đấy, sau đó các bạn ấn nút Disconnect, đấy là xong thôi. Ok, tiếp theo đó thì cái nhiệm vụ tiếp theo đấy, thì cái nhiệm vụ tiếp theo đó là chúng ta là staking mirror và lại là staking là ANC nhé, staking ANC. Thì con này thì con ANC này thì mình khá là nhiều thấy nhiều người là nói về con này có anh drop mà kêu là cờ lam khá là ít, nhưng mình không phải rõ là cái gì JNC Go Admin. Hồi này cũng chúng ta cũng chỉ cần là dùng UST chúng ta mua lại cái con ANC này rồi chúng ta đem đi setup thôi. Ok, bây giờ mình sẽ connect với thử nhé. Ok, các bạn ấn nút connect wallet nè. Bạn nào dùng mobile thì các bạn chọn là Terra Titan Mobile nhé. Rồi các bạn connect cái quý của các bạn thôi. Các bạn sau đó thì cái quý của bạn nó mở ra thì các bạn ấn nút allow chấp nhận connect. Sau khi các bạn nó có cờ lam anh rớt nè các bạn. Rồi. Không phải không một ANC này, cờ lam tốn phí thêm cho làm gì? Lúc đó thôi. Ok, thì sau khi các bạn connect xong thì các bạn connect với xong thì các bạn chọn ở phần go win này nè nhá. Các bạn chọn ở phần go. Các bạn chọn bạn nào dùng điện thoại ấy, các bạn chọn ở phần dấu ba gạch, sau đó các bạn chọn ở phần go win nhá. Go win. Ở trên phần này thì các bạn cần mua một lượng nhỏ ANC. Các bạn ấn nút trade ANC. Ok, sau đó các bạn dùng một lượng UST. Các bạn mua lại con ANC này nhé, mua khoảng là 0,5 đô thôi. 0,5 đô thôi. Ok. Phí là gần cái phí này rất là cao các bạn. Ok, mình sẽ mua là 1 đô đi. 1 UST là 1 đô nha các bạn. Sau đó thì các bạn ấn nút Process. Ok, sau đó thì cái quý của các bạn nó sẽ tự động mở ra thôi. Rồi các bạn nhập lại mật khẩu. Các bạn nhập lại mật khẩu của các bạn. Rồi các bạn ấn nút Submit, chúng ta trả phí. Ok, sau khi các bạn swap xong thì các bạn ấn nút OK. Ok, sau khi swap xong thì các bạn chọn lại phần là Go mình, Go Ver này nhé. Tiếp theo đó thì ở phần chữ này này thì các bạn nhấn vào chữ là Go Start. Thì trong phần Go Start này nó sẽ có chữ là Start. Các bạn ấn vào cái dòng là Balance này này. Thì các bạn vừa mua bao nhiêu thì nó sẽ hiện ở đây hết nhé. Các bạn nhấn vào cái dòng số lượng của ANC của các bạn vừa mua này thì nó sẽ tự động điền cho các bạn thôi. Sau đó thì các bạn ấn vào nút Start. Chúng ta đem con này chúng ta đem đi start. Ok, sau đó các bạn trả một lượng phí nhỏ nữa, các bạn nút submit. Ok, như vậy là mày đã đi đi start thành công, các bạn nút ok. Thì các bạn muốn earn start thì các bạn chỉ cần ấn vào nút earn start thôi nhé, sau đó các bạn chọn số lượng các bạn muốn earn start rồi các bạn ấn nút earn start thôi. Mà đây chúng ta tham gia drop mà chúng ta cứ đem stack chúng ta quất trong đây thôi. Cứ để giữ nó ở đây thôi. Khi nào mà những cái dự án mới ra ấy, thì nó sẽ cho chúng ta là ấy nhá. Cho chúng ta ăn drop. Ok, thì như vậy là cái dự án Ancho này đã xong. Các bạn muốn thoát thì các bạn chỉ cần nhấn vào cái địa chỉ quý của bạn ở trên nhá. Các bạn ấn nút Disconnect và thoát quý của chúng ta đi. Ok. Tiếp theo. Ok, tiếp theo đó là cái dự án Mirror. Thì cái dự án Mirror này thì các bạn có thể là vào phần này. Đó. Thì những cái link này mình sẽ để dưới phần mô tả cho mọi người muốn start nhé. Như start cái này thì chúng ta cần phải là cũng mua lại con Mirror các bạn. Thì con Mirror hiện tại cũng đã list trên sàn Binance rồi.
Ok thì con mirror này thì các bạn connect nhé, các bạn nhấn nút connect này. Sau đó bạn nào dùng mobile thì chọn connect mobile, thì bạn nào mà dùng máy tính thì chọn ở trên. Ok các bạn chọn một phần allow chấp nhận connect. Còn mirror token nó cũng có cờ lam này các bạn. Ôi. Nó cho cờ lam như thế này thì sao mà cờ lam? Các không phải máy mirror thôi. Chả được gì hết. Ok. Thì sau khi các bạn connect xong thì các bạn chọn vào phần dấu ba gạch nếu mà các bạn dùng điện thoại nha. Sau đó các bạn chọn vào phần tray. Thì ở trên phần tray này thì các bạn chọn cho mình là con mirror. Các bạn chọn mirror. Ở đây chúng ta cần phải mua lại một lượng mirror nhé, khoảng 1 đô thôi. Rồi tại sao mình chú ý của mình đang còn 11 mà sao nó không hiện ấy ta? Summit fail. Đợi mình tí nhé. Tại sao mình mua con mirror không được ta? Mua lâm không có luôn các bạn. Mình phải mua con khác thôi. Nhưng mà trên này nó toàn là những cái chứng khoán với lại những cái stock thị trường dành cho cổ phiếu các bạn. À có Dot nữa này, có ETH này. Để mình xem bên đây thôi. Cái này voi. À được, mua mình mua được rồi các bạn. Ok thì các bạn nếu mà không mua được thì các bạn chỉ chọn lại nhé, sau đó các bạn nhấn vào chữ mirror này. Ok sau đó thì các bạn lock, nếu mà không mua được thì các bạn chỉ cần lock lại một tí thôi là được. Ok thì ở phần buy này các bạn điền lại số lượng các bạn muốn mua nhé. Thì ở đây mình sẽ mua là một UST qua con mirror này, thì mình mua một UST tương đương khoảng là 0,3 mirror thôi. Ok mình sẽ mua nhé, các bạn nút buy này. Ok sau đó các bạn chấp nhận với cái điều khoản của cái này. Sau đó các bạn nút agree. Sau đó thì các bạn nhập lại mật khẩu quý của các bạn thôi. Submit. Chúng ta trả phí, chúng ta swap. Ok, farmless thành công. Mình đã swap thành công nhé. Ok, hiện tại thì mình đã mua được là 0,3 mirror. Thì sau khi các bạn mua mirror xong thì các bạn qua chọn dấu ba gạch, các bạn chọn ở phần Gowin. Thì bên trong phần Gowin này nó sẽ có cái mục là Start này, các bạn nhấn vào chữ Mango Start nhé, Mango Start này. Ok thì sau đó thì ở phần Start này các bạn điền lại số lượng cái con token mirror mà các bạn vừa mua nhé, các bạn nhấn vào cái số lượng này nè, các bạn nhấn vào nó sẽ tự động điền cho các bạn. Sau đó các bạn nút Start. Ok chúng ta nhập lại mật khẩu quý, cái quý của các bạn nó sẽ tự động mở ra. Rồi các bạn nhập lại mật khẩu, rồi các bạn nút Submit. Chúng ta tiến hành trả phí thôi, trả phí rồi đem Start thôi. Chung làm mấy cái này rất là tốn phí nha các bạn. Ok như vậy là mình đã start thành công. Ok. Đây, GoWest mình đây. Thì các bạn có thể là chọn lại phần My Bay thì nó sẽ hiện ra cái bull start của các bạn thôi, phần này nè. Ok thì chúng ta cứ quất đó thôi, chúng ta start ít như vậy thôi, khoảng 0,5 đô hoặc là 1 đô thôi các bạn quất đó, rồi đợi những cái dự án mới nó ra nó có anh drop thì chúng ta làm anh drop thôi các bạn. Ok như vậy là cái dự án mirror này đã thành công, đã xong nhé, chúng ta thoát này. Ok
Ok, như vậy là đã xong. Thì đối với những cái tiếp theo đó thì stake King Luna trực tiếp trên ví. Thì những cái này thì mình chỉ là mình cũng cái này nó cũng không yêu, mình nghĩ là cũng không cần cái điều kiện này, stake này quá nhiều đâu các bạn. Thì stake bull ở trên này nè, đây là stake King này nè, những cái bull này nè. Ok, thì bây giờ mình sẽ lấy ví dụ cho các bạn luôn. Thì bạn nào mà chưa làm cái dự án Neptune thì có thể xem lại video trước nhé. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là staking con Terraware luôn nhé. Staking Luna với lại là Algo Protocol nhé, với lại Talis. Ok, thì các bạn để setup Luna trực tiếp trên ví. Thì các bạn mở cái ví Luna của các bạn ra nhé. Các bạn mở ra. Thì sau khi mở ra mà nếu mà trên trong một wallet của các bạn này, các bạn cần phải chuyển đổi một lượng nhỏ UST sang Luna nhé. Chúng ta setup Luna để chúng ta lấy cái điều kiện đó là staker Luna, nếu mà dự án nó yêu cầu nhé. Thì những dự án mới nào nó vừa ra ấy, nó cũng có yêu cầu đó là phải staker Luna mới đủ điều kiện để nhận airdrop nhé. Thì các bạn cần phải stake một trong những các pool dưới đây này nhé. Và chỉ cần stake một hai pool thôi là được rồi nhé, không cần stake nhiều đâu. Tại vì nó không yêu cầu chúng ta là stake những cái dự án nào, những cái pool nào, những cái pool nào, mà nó chỉ yêu cầu là có stake trên những stake Luna trong những cái pool này thôi nhé, là được điều kiện rồi. Còn các bạn nào muốn chắc ăn á, thì các bạn là có thể là stake thêm những cái này này, những cái pool này này, Terraware, Talis Protocol với lại là Algo Protocol nhé. Ok, thì đối với Terraware thì các bạn muốn stake trực tiếp trên ví thì các bạn mở cái ví Luna của các bạn ra thôi. Đây mình sẽ dùng điện thoại luôn. Ok, thì hiện tại mình đang có UST nhưng mà mình chưa có Luna. Thì mình sẽ qua một swap, mình swap UST sang con Luna nhé. Ở đây trên đây thì mình chọn sẽ là UST, ở dưới mình chọn là Luna nhé. Ok, mình swap sang khoảng là 5 đô đi. Ok, 5 đô. Thì ở phần này thì nó sẽ cho các bạn đó là nó sẽ cho các bạn là có thể là trả phí bằng cái đồng UST này, hoặc là các bạn có thể là trả phí bằng Luna nhé. Có hai loại phí lận, các bạn muốn chọn cái nào trả phí cũng được. Ok, mình sẽ swap này. Đây nè, sau khi các bạn trả phí, các bạn muốn chọn con UST trả phí hay là các đồng khác hay là đồng Luna này, các bạn chọn thôi nhé. Okay. Sau đó thì các bạn ấn nút confirm thôi. Mình sẽ nhập lại mật khẩu này. Mình sẽ swap. Ok. Thì sau khi các bạn swap sang Luna xong thì các bạn chọn một wallet lại này. Các bạn sẽ thấy Luna của bạn trên đây thôi nhé. Ok, sau đó thì các bạn chọn qua một phần staking. Chúng ta chọn một cái wallet editor để chúng ta stake. Ok, thì ở dưới đây những cái đây là những cái wallet editor nhé. Thì ở đây mình sẽ chọn cho các bạn đó là cái dự án đó là Terraware. Thì cái con Terraware, cái trên điện thoại thì cái pool Terraware nằm ở đâu đây? Đợi mình tí mình tìm nha các bạn. Cái buôn Terraware mày không thấy trên đây luôn ta. Đây cái dự án Talis này.
Đây thì Railway đây. Nó nằm ở cái bull trên điện thoại, nó nằm ở cái bull là 125 nha các bạn. Các bạn kéo xuống bên dưới các bạn tìm 125 là có cái bull là Terawer này nha, các bạn chỉ cần nhấn vào thôi. Sau đó thì các bạn nhấn vào delay, delay gain. Ok, sau đó thì các bạn điền lại số lượng Luna các bạn muốn start thôi. Hiện tại mình đang có 0.1 rồi này, thì mình sẽ điền lại là khoảng là 0.05 gì đấy. Nếu mà các bạn ghi dấu chấm không được á, nếu mà các bạn ghi dấu chấm không được ấy nha, các bạn ghi dấu chấm được á, thì các bạn nhấn vào cái dòng allowable này, cái số lượng của các bạn đang có này đấy. Ok, thì nó sẽ tự động điền cho các bạn thôi. Sau đó các bạn xóa đi, các bạn xóa tới dấu chấm rồi các bạn điền khoảng là 0.1 thôi đấy, không khó là 0.05 này đấy, các bạn muốn nét. Sau đó thì các bạn trả phí thôi. Ok, confirm là mật khẩu rồi chúng ta sẽ tắt thôi. Ok, sau đó thì các bạn ấn nút delay gain, delay gain, chúng ta sẽ tắt Luna vào cái bull này là xong thôi. Các bạn đợi trả phí. Ok, đợi trả phí xong thì xong sẽ xong thôi, các bạn ấn nút ok. Sau đó các bạn kéo nút lên trên thì các bạn sẽ thấy được cái bull mà các bạn vừa setup là nó ở trên đây. Hoặc là các bạn có thể là các bạn ấn vào phần dấu mũi tên đi qua này, nó sẽ hiện mấy cái bull mà các bạn đang setup nha. Đây, delay gain này, đây là những cái bull mà các bạn đang setup, và những cái bull nào mà các bạn đang on setup thì nó sẽ hiện dưới đây nha. Thì sau khi các bạn on setup thì nó sẽ tính 21 ngày sau, 21 ngày sau thì số lượng earn status Luna của bạn nó sẽ tự động trả về cái wallet cho các bạn nhé. Ok, hiện tại mình đang status 3 bull này thôi. Nói chung là ở status cái điều kiện status cơ Luna ấy nhé, cái điều kiện mà status cơ Luna thì nó các bạn chỉ cần là chọn một trong những cái bull ở trên quý của các bạn thôi là được rồi. Còn các bạn status quá nhiều bull thì khá là tốn phí, với lại là nó sẽ giam vốn của các bạn nhé. Các bạn status ít thôi cũng được. Ok, thì bạn nào muốn start thì bạn nào mà có điều kiện thì có thể là start thêm là cái con đó là Talis Protocol với lại Anger này nhé. Thì cái con Talis này thì Talis với lại Anger thì nó nằm ở bull, thì mình tìm đây ta, con Talis Protocol này thì nó nằm ở bull là 19 nhé, cái bull 19 này các bạn nhấn vào thôi. Sau đó các bạn lúc delay gain rồi các bạn điền lại số lượng các bạn muốn start thôi. Điền 0.03 đi đấy, tắt thôi, tắt vào thôi. Confirm. Trả phí, phí này, phí 0.03 Luna này. Ok, nhập lại mật khẩu thôi. Delay gain. Ok, socket các bạn nút ok xong thôi. Tiếp theo cái bull đó là bull anh cho protocol, thì các bạn chỉ cần kéo xuống bên dưới các bạn tìm lại cái mục bull đó thôi. Anh cho cái dự án nét bull này là nó có điều kiện riêng nha các bạn. Đây này, cái bull riêng này, thì nó yêu cầu các bạn start nét bull này. Các bạn có thể xem lại cái video trước của mình hướng dẫn các bạn start, thì nó cũng sẽ tách các bạn add Luna, số lượng Luna của các bạn vào đây thôi. Thì ở cái bull này này, Neptune này này, các bạn sẽ tách Luna càng nhiều thì các bạn sẽ nhận được unwrap càng nhiều nhé. Tại vì nó có điều kiện rõ ràng rồi, nó có thông báo điều kiện rồi. Đây Angle Protocol đây, nó nằm ở 1993. Các bạn chọn vào rồi các bạn chọn delay gain thôi, rồi các bạn điền lại số lượng các bạn muốn sẽ tách, ấn next. Ok, confirm. Điền lại mật khẩu. Delay ra. Ok, vậy là xong rồi. Ok.
Các bạn muốn kiểm tra bull thì các bạn kéo lên trên này thôi. Các bạn nhấn vào button đi qua này. Các bạn xem cái bull của các bạn đang stack nhé. Đây. Như vậy là xong rồi. Các bạn có thể quay trở lại các bạn qua một valet này nè. Ok, thì như vậy là mình đã hoàn thành xong. Ok, thì đối với thì mình này, này. Thì mình tóm lại cho các bạn này. Cái việc đầu tiên thì mình thấy là những cái dự án nó mới ra ấy, thì nó chỉ có cái điều kiện, mình thấy nó là nó chỉ có 3 điều kiện thôi. Đó là điều kiện đầu tiên, đó là các bạn phải start nhé. Các bạn start một trong những bull ở trên đây mà giờ mà mình vừa hướng dẫn các bạn start. Các bạn lựa chọn một trong cái bull này cũng được, thì các bạn start để lấy cái điều kiện, để lấy cái điều kiện đó là start cơ Luna nhé. Cái điều kiện start cơ Luna có nghĩa là các bạn start Luna ở trên trực tiếp trên quý của các bạn. Tiếp theo đó là start token STT, thì mình vừa hướng dẫn các bạn là start con Statera rồi, MUTT rồi start. Còn start con token Minea thì các bạn có thể là xem lại cái video này. Đây này. Mở bull trên vuông thức Bilon protocol mạng lưới Terra nè nhé. Các bạn xem lại video các bạn làm con token Mini này. Đó, với những điều kiện đó mình thấy chỉ cần như vậy thôi là các bạn là đủ điều kiện dành cho những cái NRP mới rồi. Tiếp theo đó là ở phần Neptune Finance này, thì ở phần Neptune này thì mình có hướng dẫn các bạn rồi là nhận con NEP, con token NEP. Thì các bạn chỉ cần là start trực tiếp trên quý cái bull Neptune ấy. Này. Đây này, cái bull Neptune này nhá. Cái bull Neptune của các bạn này. Này, cái bull Neptune này, mình đã hướng dẫn trên kênh rồi. Nép này. Đấy. BSI BSI chứ. Đây. Đây cái bull cộng nhận token NFT với lại là con token SBI này này. Thì hiện tại thì hai cái dự án này các bạn chỉ cần là thì hai cái dự án mới này thì các bạn chỉ cần là một là start cái bull validator ở trên trực tiếp trên quý của các bạn, đó là cái dự án cái bull Neptune Finance nhé. Các bạn có thể xem lại cái video này nhé, xem lại cái video này. Còn để nhận con token BSI thì các bạn phải là start các bạn phải start con token MINE ở trên cái ứng dụng đó là app Bilon Money. Các bạn có thể xem lại cái video lúc trước mình đã hướng dẫn rồi nhé, là Bilon đấy. Đây này, đây này, thì những cái này mình sẽ để dưới phần mô tả cho mọi người làm nhé. Các bạn chỉ cần tham gia vào những cái giao thức này thôi rồi các bạn đợi nhé, thì những cái dự án mới sau này nó ra nó sẽ yêu cầu những cái địa chỉ quý mà chúng ta đã từng trước từng start con token mai với lại là nép gì đấy thì nó sẽ cho chúng ta unlock nhé. Ok thì đấy, chúng ta chỉ cần start trực tiếp Luna trên bull này, ba điều kiện này thôi, start mini với lại là start STT với lại là start con TerraWorld này, này này. Mình vừa hướng dẫn rồi, các bạn cứ làm như vậy thôi thì sau này sẽ được unlock nhé. Thì tùy với điều kiện của những dự án mới nó đưa ra cho chúng ta thôi, chứ không biết rõ điều kiện là gì. Có những dự án nó sẽ cho điều kiện chúng ta trước luôn, còn có nhiều dự án thì nó không có điều kiện nha các bạn. Mà chúng ta chỉ cần làm trước thôi để nhận được unlock. Thì mình nghĩ là các bạn chỉ cần làm những cái này thôi là các bạn là đủ điều kiện rồi. Ok thì như vậy là cái video mình hướng dẫn các bạn tham gia vào start token Luna và add bull thanh khoản đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem, hẹn các bạn ở video tiếp theo.